mời các bạn ăn cái món thịt gà chiên Italy nha. Trong những video trước thì mình có chia sẻ cùng các bạn đó, cái phòng lanh của công ty mình thì cũng rất là rộng ha, rất là sạch sẽ. Họ trang bị cho công nhân ở đây như thế này, đây cái bàn ăn cũng rất là dài ở đây như thế này. Bên này thì ăn với stool ha, các bạn có thể ngồi cao trên này. Đây hôm nay thì thức ăn đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đây nãy giờ thì rất là nhiều người ăn ở đây cho nên người Mỹ họ ngại record video lắm các bạn ơi. Bây giờ thì tới mình ăn sao ha, cho nên mình record là chia sẻ cùng các bạn một chút cho vui thôi. Xin chào hết đại gia đình mình nha, cảm ơn hết đại gia đình đã trở lại với kênh của Năng Trần Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay thì giờ ăn lunch các bạn ơi, giờ ăn trưa của công ty ha. Thì mình muốn ghi lại khoảnh khắc mình làm việc, nơi làm việc của mình thì như thế này. Thường khi thì bữa thứ bảy của hàng tuần thì các anh Jeff là người bạn của mình ở đây đó các bạn, thì anh vào đây hơi sớm một chút thì anh làm lunch for everybody ha, anh làm đồ ăn trưa cho mọi gia đình, không phải mọi gia đình mà mọi ha cái người làm việc ở đây. Thường thì buổi thứ bảy khoảng chừng 10 người làm việc ở đây các bạn. Đây các bạn coi những món ăn anh làm như thế này, người Mỹ ha, anh làm rất là ngon, là chicken mà lăn bột rồi chiên đó ha các bạn. Rồi ảnh làm với cái nước sauce rất là ngon. Đây, cơm chiên ha. Cái món cơm này chiên đặc biệt của người Mỹ ha. Ảnh làm theo, thật ra thì anh ta thì người gốc Italy nha các bạn. Ảnh làm đồ ăn rất là ngon ha. Thì hôm nay thì mình chia sẻ cùng các bạn. Nói chung thì nãy giờ thì mọi người cũng ăn hết hai xửng chicken như thế này rồi. Ở đây thì đậu xào dưới dầu ô liu nè các bạn, anh làm rất là ngon ha. Rồi bây giờ mình mời đại gia đình mình ăn trưa với mình nha. Đây bây giờ là mình đã lấy một cái miếng chicken rồi, đây chắc có thể là mình sẽ ăn hai miếng. Hôm nay thì anh làm rất là nhiều, thì đặc biệt hôm nay cũng là gần tới Valentine rồi các bạn ơi, cho nên anh làm đồ ăn cũng rất là đặc biệt ha. Bây giờ mời đại gia đình mình cùng ăn với mình nha, một buổi ăn trưa của công ty ha, mình muốn chia sẻ cùng các bạn cho vui. Nên làm việc là như thế, thì ở đây họ rất là friendly. Ngày thứ bảy nào mình cũng được ăn free lunch như thế này các bạn, rất là ngon. Bây giờ mời đại gia đình của mình để mình đi lấy cái dao. Đây bây giờ mình cắt cái dao rồi đây. Ở Mỹ này thì hầu như ăn dao nĩa bằng mũ hết đó các bạn ạ, cái gì cũng mũ ha. Đây, bây giờ các bạn ngồi ăn trưa với mình, ăn trưa tại công ty luôn ha, rất là ngon. Đây bây giờ mời các bạn ăn một miếng thịt gà chiên ha. Đây là chén hiệu của người Italy làm đây, ảnh là người Italian ha. Ngon quá đại gia đình này. Chắc mình chắc cái đây mình coi một lần nữa nè ha. Thế là những cái ức gà đó, ảnh thái ra rồi ảnh làm như thế này. Mình phải công nhận là cái hương vị của họ làm cái không có làm nhiều đồ ớt như người Việt của mình, nhưng mà rất là ngon các bạn, rất là ngon ha. Bây giờ thì mình ăn một vài cọng đậu hòa xào với gọi là garlic and dầu ô liu các bạn. Thật ra thì người nước ngoài họ không có làm cầu kỳ giống như người Việt mình đâu, nhưng mà họ làm rất là ngon nha các bạn. Thịt gà nữa nha đại gia đình. Thực ra thì thứ bảy nào mình cũng được ăn lunch free như thế này, không có trả tiền gì hết. Thì ở đây tiền này là của công ty nha các bạn,
Cái này là thường những cái người buôn bán ở đây. Thì thứ bảy cái người manager này họ bỏ cái tiền nó gọi là cái tiền commission đó, là cái tiền bán mà ăn chia đó, họ thứ bảy thì họ bỏ ra cái một một số ít thì họ làm đồ ăn cho mỗi nhân viên làm việc ở đây ăn hết. Thường thì thứ bảy thì chỉ phân store nó mở cửa thôi các bạn. Còn ở manufacturer ở phía sau với toàn bộ công nhân employee ở phía sau thì không có làm việc ha. Còn mình thì làm cho phân store, mình làm ở trong cái phần showroom. Thì các bạn cũng biết công việc của mình rồi đó, mình là một người thợ kim hoàn. Cho nên thứ bảy thì lúc nào mình phải có mặt ở đây hết á. Không có vắng mặt của mình ha. Ăn một miếng cơm rang của người Italy làm nha các bạn. Cơm rang của họ làm như thế này đây. Trong này mình coi là có cà nè, có ớt nè, có ói nhìn, là có hành, củ hành ha. Rồi có ớt chuông, rồi có dầu ô liu. Họ rang cơm thì hầu như nó không có khô như người Việt mình nha các bạn. Họ ăn cơm thì nó rất là mềm. Nhưng mà ngon tuyệt vời. Thì một miếng thịt gà này là gia đình này. Ngon quá. Quá là tuyệt vời. Cơm rang Italy. Đi làm mà ăn giống như nhà hàng không các bạn. Đồ ăn làm phủ phê luôn. Giờ mình ăn miếng gà nữa coi. Giờ gà này, thật ra cái gà này ngon thiệt các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Các bạn xem lại lần nữa nè. Thấy ngon không? Quá tuyệt vời luôn. Thật ra thì cái thức ăn của người châu Âu á, thì mình ăn cái hương vị nó khác với là ăn của người Việt mình các bạn. Nhưng mà họ làm rất là ngon ha. Họ làm rất là ngon. Phải nói là họ làm cái miếng thịt gà này mình ăn nó rất là mềm, mà nó không có một cái hương vị nào mà của mùi gà nữa hết. Mình ăn mình cảm giác nó rất là ngon. Mời các bạn ăn với mình nữa nè. Mình cũng rất là may mắn, làm việc ở đây cũng được gần 20 năm rồi các bạn ơi. Mình nói tới nói lui câu này cũng mấy lần rồi ha. Thì tháng 4 này nữa là mình làm đây được 20 năm rồi đấy. Nhưng mọi người ở đây thì rất là friendly, rất là tốt bụng ha. Thật ra người Mỹ họ cũng có tấm lòng nhân ái lắm các bạn. Mình thì không biết chiến tranh hồi xưa như thế nào, mình không có nói về chuyện đó nữa ha. Nhưng mình làm việc với người Mỹ ở đây thì họ rất là friendly với mình, rất là tốt bụng.
ra thì không có gì đặc biệt, mình chỉ ăn bữa ăn lunch ở công ty thôi, và mình chia sẻ cùng các bạn. Thường thì mình ăn trễ hơn mọi người. Anh làm ở đây nhưng mà mọi người thì ăn xong hết rồi. Cái kênh này là kênh thứ hai. Thì anh mới bưng ra là anh nói với mình là sao mà mình không có ăn lunch. Tại vì mình là công việc mình phải làm xong cái nhẫn để mình giao, xong mình mới chở vô mình ăn lunch. Giờ này là gần 2 giờ chiều rồi các bạn, mình mới ăn lunch. Thì mình ăn hơi trễ mọi người. Có khi mình vô làm việc thì công việc của mình nó cần gấp quá, cho nên mình phải làm xong những chiếc nhẫn để giao thì mình mới tới giờ ăn lunch, tới giờ ăn trưa của mình. Nhưng mà thường khi mình ăn trưa thì khoảng 2 giờ chiều, chứ không có bao giờ mình ăn trưa ngay giờ trưa hết á. Thôi, mình cũng quay một chút chia sẻ cùng các bạn xem cho vui thôi ha, cái giờ ăn trưa ở công ty của mình. Bây giờ mình tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau ha. Thì chia sẻ chút đỉnh về cuộc sống Mỹ cho các bạn xem, chứ cũng không có gì đặc biệt. Rồi mình bye bye các bạn ha. Hẹn các bạn lại video sau. Nếu các bạn thấy kênh mình vui thì cho mình cơ hội đăng ký kênh, ủng hộ mình, để mình có dịp động lực để upload nhiều video nữa, chia sẻ cùng các bạn xem cho vui ha. Cuộc sống Mỹ là thế, thì nó cũng bận rộn lắm các bạn, không có được thoải mái giống như Việt Nam mình đâu ha. Nhưng may mắn mình làm ở đây thì nó cũng được thoải mái hơn chút. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn các bạn video sau nha. Love you all.